Ê, các bạn nhìn đã con mắt chưa, nguyên cái kệ vợt vô cùng đồ sộ luôn. Thì cái kệ vợt này á là nó của VNB Áp Bắc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang các bạn nha. Thì đây là cái chi nhánh VNB mới nhất của hệ thống bên mình luôn. Và vừa qua là mình xem bình luận trên YouTube thì mình thấy là có khá là nhiều anh em muốn mình là làm review tổng hợp về tất cả những cái sản phẩm vợt của VNB đi. Thì sẵn tiện ở VNB Áp Bắc có quá trời vợt như này, mà đặc biệt hơn nữa là nó có đủ những cái sản phẩm vợt đến từ thương hiệu VNB luôn. Và hôm nay mình sẽ link luôn cho anh em chiếc video này nha. Rồi, cái gian vợt VNB nó sẽ nằm phía trong đây, mà các bạn đi theo mình nha. Thành ha, đây, đầy đủ tất cả những cái sản phẩm vợt đến từ thương hiệu VNB luôn. Và khi nhắc đến VNB á, chúng ta không thể nào bỏ qua cái sản phẩm cực kỳ chất lượng ở phân khúc giá rẻ, cực kỳ hoàn hảo dành cho người chơi mới tập chơi, đó chính là VNB V200. Đây, thì VNB V200 chúng ta sẽ có 3 cái sản phẩm các bạn nha. Thì đầu tiên đó chính là VNB V200 màu đỏ phối đen nè, là VNB V200B. Tiếp theo á, đó chính là VNB V200C là màu xanh dương phối đen. Và cuối cùng là cái sản phẩm đẹp nhất, đó chính là VNB V200B phiên bản màu trắng phối hồng đây. À, thì đầu tiên là với cái sản phẩm VNB V200 đỏ thì cây vợt này nó sẽ thích hợp dành cho những các bạn mới tập chơi yêu thích cái lối đánh là công thủ toàn diện, do cây vợt này nó có điểm cân bằng là 295mm. Tiếp theo là cái sản phẩm VNB V200 xanh thì với cái cây vợt này nó sẽ cho khả năng tấn công tốt hơn cái cây V200 đỏ với điểm cân bằng là 300mm nha các bạn. Thì với những các bạn nào mới tập chơi chúng ta yêu thích lối đánh tấn công thì sắm cây vợt này đảm bảo là lên sân đánh bao chiến luôn. Và cuối cùng là cái sản phẩm phiên bản màu đẹp nhất, đó chính là VNB V200 hồng. Đây, VNB V200i nha. Thì với cái cây vợt này nó có trọng lượng nhẹ hơn hai cái phiên bản trước đó, thì cái cây vợt này nó sẽ thích hợp hơn dành cho những các bạn nữ chúng ta mới tập chơi. Thì như các bạn có thể thấy, phiên bản màu hồng là nó đã nói là cây vợt này nó sẽ thích hợp hơn dành cho những các bạn nữ rồi. Và như nãy mình có chia sẻ, VNB V200 là một cái sản phẩm vợt rất là chất lượng ở phân khúc tầm thấp, bởi vì cả ba cái sản phẩm vợt này nó đều được làm từ vật liệu đó chính là carbon 24T. Thì đây là một cái loại carbon khá là cao cấp đến từ Nhật Bản các bạn nha. Thì nó được minh chứng qua là cái sức căng tối đa ba cây vợt này có thể chịu được là lên đến tận 30 lb, là 13.6 kg luôn. Thì thường thường người chơi phong trào chúng ta căng là khoảng 10kg, 11kg là hết cỡ rồi. Thì cái cây vợt này căng được tới 13.6 kg đó, thì nó cho thấy được cái độ cứng cáp nó mang đến cho người chơi. Cái cây vợt này lên sân các bạn đánh thì các bạn cứ thoải mái đánh, không lo bị cạch vợt và gãy vợt nha. Và về giá bán thì cả bộ ba sản phẩm vợt này, VNB V200C, VNB V200B và VNB V200i đều có giá bán là 529.000 tại shop VNB. Thì sau VNB V200 cây vợt tiếp theo mà nhà VNB cho ra mắt đó chính là VNB Pro V88. Đây, mình lấy ra cho các bạn xem. Thì sẽ có hai phiên bản nha. Phiên bản thứ nhất đó chính là màu đỏ phối cam nè. Và tiếp theo nữa, cái phiên bản gần đây nhất mới vừa được cho ra mắt đó chính là VNB Pro V88 phiên bản màu xanh dương phối trắng. Đó, rất là đẹp luôn. Hai cây đều có một cái nét đẹp riêng nha. Thì sau khi mà cái cây V200 nó hướng đến cái người mới tập chơi nhiều, và VNB muốn làm ra một cái cây vợt nó tiếp cận hơn dành cho người chơi phong trào ở trình độ trung bình đó, thì cái cây VNB Pro V88 này được ra mắt các bạn nha. Thì với cái cây Pro V88 này nó sẽ thiên hướng đánh nhiều hơn về cái lối chơi tấn công, do là điểm cân bằng của vợt lên đến tận 300mm, là một cái điểm cân bằng nằm ở mức đằng đầu. Cùng với đó là cái đũa vợt của VNB Pro V88 nó cứng hơn khá là nhiều so với cái cây V200 các bạn nha. Thì nó yêu cầu người chơi phải chúng ta phải có trình độ một chút xíu chúng ta mới có thể đánh được. Và ngoài ra cái cây vợt này nó cũng được làm từ cái vật liệu carbon cao cấp hơn, đó chính là ở cái phần đũa vợt chúng ta nó được làm từ carbon là 30T các bạn nha. Thì với cái carbon 30T này nó sẽ giúp cái đũa vợt nhanh chóng quay trở lại cái trạng thái phục hồi ban đầu. Thì khi mà người chơi chúng ta vung vợt á, thì với cái cây vợt này chúng ta đánh nhồi thì đánh sẽ cực kỳ thích luôn, nó không có bị rung, hạn chế tối đa rung lắc nha. Và nó sẽ nâng tầm cái khả năng tấn công của người chơi tốt nhất ở trên sân đấu luôn. Và cái sản phẩm vợt VNB Pro V88 này đang được bán tại shop VNB với giá là 638.000 các bạn nha, cả hai cái phiên bản luôn. Sau sự thành công của cái vợt VNB Pro V88 thì nhà VNB muốn tiếp tục thử thách người chơi thêm một cái cấp độ nữa, thì họ cho tiếp tục sản xuất ra một cái sản phẩm vợt hơi khó đánh hơn, yêu cầu người chơi phải có trình độ kỹ thuật hơn một chút xíu nữa chúng ta mới có thể kham được, đó chính là VNB TC88. Thì chúng ta sẽ có hai cái phiên bản TC88 các bạn nha. Thì cái thứ nhất đó chính là TC88B, là cái phiên bản trọng lượng 4U, thì nó sẽ thích hợp dành cho người chơi ở trình độ trung bình cộng trở lên. Và tiếp theo cái phiên bản trọng lượng nặng nè, đó chính là VNB TC88C. Thì cái cây vợt này á, nó là cái cây vợt 3U các bạn nha, 3U, và cái này là 86g. Thì nó sẽ thích hợp dành cho các bạn phải có cái lực tay tốt một chút xíu, chúng ta chơi cầu khoảng từ 3 đến 5 năm, có đi học cầu và trình độ chơi là khoảng nằm ở mức trung bình khá thì chúng ta mới hay đánh được tốt cây vợt này được. Và trước khi cho ra mắt cây vợt TC88 này á, VNB đã nghiên cứu cái thị trường vợt rất là kỹ các bạn. Thì đa số đến sân và thấy người chơi phong trào chủ yếu là đều yêu thích cái lối đánh tấn công hết á. Nên chính vì vậy, cái cây VNB TC88 này nó sẽ càng được nâng cấp hơn về khả năng tấn công, nổi trội với cái điểm cân bằng rất là nặng đầu luôn, lên đến tận là 305mm nha. Thì ngoài ra cái cây vợt này á, nó không chỉ là được nâng cấp về cái lối chơi là thiên hướng đánh tấn công thôi đâu, mà cả về chất liệu được tích hợp trên cây vợt này nó cũng được cải tiến rất là đáng kể luôn. Đó chính là tổng thể cây vợt VNB TC88 cả phiên bản B và C đều được trang bị carbon, đó chính là 30T. Thì cái carbon 30T này nó khá là cao cấp, được sản xuất tại Nhật Bản các bạn nha. Thì nó được minh chứng qua sức căng tối đa cây vợt này có thể chịu được là 30 lb, là 13.6 kg, khá là cao luôn.
À, thêm một cái nữa đó chính là giá thành của cây vợt này á, do là nó được làm từ carbon xịn nên là nó cũng được tăng giá hơn một chút xíu, là 799.000 đang được bán trên toàn hệ thống VNB Sport nha. Và ngoài những cái sản phẩm vợt giúp người chơi cháy hết mình ở trên sân ra thì VNB cũng có sản xuất thêm một cái cây vợt tập cổ tay nữa nha các bạn. Đó chính là cây vợt VNB Carbon Channel 150g. Đây. Thì khi mà cầm cái vợt này lên các bạn có thể liên tưởng đến cái siêu phẩm Linen Era 9000C. Cái này anh cùng cha khác mẹ cái cây đó nè. Đó, thì cái cây vợt carbon cho nên 150g này á, là trước đây mình có làm một cái video review với anh Thảo rồi. Đó, thì tập với cây vợt này các bạn tập trong một cái thời gian lâu á, thì đảm bảo luôn cái pha đập cầu của bạn sẽ vô cùng cháy luôn. Và nếu bạn nào á, chúng ta có nhu cầu tìm kiếm cho mình một cái cây vợt tập để làm cho cái lực tay chúng ta khỏe hơn á, thì sắm ngay VNB carbon cho nên 150g chỉ có giá là 698.000 tại shop VNB. Vừa rồi là mình đã điểm qua cho các bạn tất cả, tổng hợp tất cả những cái sản phẩm vợt đến từ thương hiệu VNB luôn. Thì đặc điểm nổi bật của những cái sản phẩm vợt VNB á, là nó có giá thành rẻ nè. Thứ hai á, là nó có độ bền rất là cao, và cái thứ ba là nó cực kỳ hoàn hảo dành cho những cái người chơi phong trào ở Việt Nam chúng ta luôn. À, thêm một cái nữa đó chính là VNB bán vợt VNB á, nên là cái chế độ bảo hành, cái chế độ hồi mãi của vợt VNB nó sẽ rất là tốt ha. Nên lỡ khi các bạn đánh bị lỗi gì á, thì cứ yên tâm, VNB sẽ bảo hành rất là tốt cho bạn. Và đặc biệt á, là tất cả những cái sản phẩm vợt nãy giờ mình review cho các bạn nghe đều có tại địa chỉ chi nhánh VNB mới nhất bên mình, đó chính là VNB ấp Bắc tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đó là tại địa chỉ là 20A1, phường 4, đường ấp Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha. Đó. Không chỉ là có vật VNB thôi đâu, mà còn rất nhiều những cái sản phẩm vật khác. Các bạn còn chân chơi gì nữa, hãy đến ngay với địa chỉ VNB ấp Bắc để sắm cho mình những cái bộ vật cầu lông. Thật là nghĩ nha.